Rồi, hello anh em ha. Tiếp theo clip của sáng ngày thứ hai, ngày 2 tháng 1 nha. Đó, lên cho anh em xem một cặp giáp đen nguyên con nha anh em. Dáng dấp cơ bắp, form body lớn ký. Chẳng mấy con này là trên 3kg nha. Gà cha nó tới 3,4 kg, 3,5 kg lần á. Hai con này ô đen nguyên con nha anh em. Một con dâu, một con lá ha. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Ngày hôm qua lên gần 30 mấy con thì em đã chia hết sạch luôn rồi. Đó, em chỉ còn vài con nữa thôi ha. Cặp này cặp Peru giáp nha anh em. Đó, tiếp theo là cặp Peru giáp luôn. Đó. Rồi, cặp gà giáp đen nguyên con em để 2,5 triệu nha. Còn cặp Peru giáp này em để 2 triệu nha. Giá trên bao ship tất cả mọi miền cho anh em luôn. Rồi, chào anh em.